Mến chào các bạn trở lại với kênh Nhịp Sống Xanh Dance. Mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của quý vị khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc cực kỳ bốc lửa mang tên Gặp Nhau Giữa Rừng Mơ. Đây là một bài mà có sự kết hợp hài hòa giữa múa và nhảy. Đây là một bài có rất nhiều các tổ hợp và nhiều động tác. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn theo trình tự lần lượt từ đầu đến cuối bài nhé. Bài này chúng ta sẽ nhảy múa tập thể. Nếu chúng ta chia thành 4 hàng thì 2 hàng đầu tiên chúng ta sẽ ngồi và 2 hàng tiếp theo chúng ta sẽ đứng, động tác như nhau. Ở phần này các bạn chỉ việc đánh tay thôi các bạn nhé. Các bạn đứng thì các bạn sẽ đánh hai tay, còn khi các bạn ngồi thì các bạn có thể đánh một tay. Phía bên phải chúng ta sẽ đánh vào, còn phía bên trái chúng ta sẽ đánh sang. Như vậy chúng ta sẽ tạo thành hai mặt úp vào mở ra, úp vào mở ra. Còn hai hàng đứng các bạn có thể đánh từ phải trái, phải trái. Bài đầu tiên ở phần nhạc này rất bốc và sẽ rất dễ vào nhạc, vì vậy các bạn sẽ thực hiện cho mình như sau: 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn lưu ý cho mình, hàng đứng thì các bạn đánh hai tay, còn khi ngồi các bạn đánh một tay. Nếu chúng ta ở bên phải, các bạn đánh vào bên phải. Các bạn có thể chống tay hông, hoặc các bạn có thể thực hiện hoa thì các bạn có thể để ngửa bàn tay đánh vào mở ra, đánh vào mở ra. Còn bên trái của chúng ta sẽ lại thực hiện ngược lại, đánh vào mở ra, đánh vào mở ra theo nhịp của nhạc nhé. Và hết đoạn nhạc đó chúng ta sẽ đứng dần dậy. Và sau khi hết nhạc thì các bạn sẽ đứng dậy để chúng ta sẽ thực hiện động tác tiếp theo. Mình sẽ thực hiện lại đến này: 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn đưa tay dần dần xuống. Còn các bạn ngồi, các bạn cũng tiếp tục vào ra, vào ra, vào ra. Và chúng ta cứ đi cho đến khi hết nhạc thì thôi. Chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Hai tay chống hông, đá chân phải thu về, chân trái thu về, phải thu về và trái thu về. Sau đó các bạn sẽ lượn tay từ phải, trái, phải, trái. Các bạn đánh này, nhanh, dần, thu về và đúng theo nhịp. Sau đó hai tay đưa từ dưới lên trên và thu về. Mình sẽ quay sau và đến nhịp như sau nhé: 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn lại lặp lại một lần nữa: 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8. Kết thúc tổ hợp số 2. Sau đó có một câu nối nhạc, các bạn sẽ thực hiện bên phải cho mình bước kép. Sau đó chúng ta sẽ ngửa hai tay và xoay một vòng bên trái về chỗ gọi là kết nối. Mình sẽ quay sau nhé. Thực hiện này: 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo là tổ hợp số 3, bao gồm các động tác sau. Động tác đầu tiên chúng ta sẽ đi bước cha cha, chân trái kết hợp với tay phải, chân phải kết hợp với tay trái, chân trái kết hợp với tay phải và đá chân phải sang. Đồng thời hai tay đưa sang ngang. Đếm nhịp sẽ như sau này: 1 2 3 4 5 6 7 8. Mình sẽ quay lại sau nhé. Bắt đầu này: 1 2 3 4 5 6 7 8. Nhịp tiếp theo khó hơn một chút, ta sẽ đếm 2 2, ngửa lại 3 4, đưa tay phải cao và quay bên phải 4 nhịp: 5 6 7 8. Mình sẽ thực hiện lại nhé: 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8. Với tư thế này các bạn sẽ thực hiện câu số 3.
Câu số 3, các bạn sẽ đánh chân thật nhanh. Tay hất vào, mở ra, hất vào, mở ra. Tay còn lại chống vào hông. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cái nhịp cuối cùng là các bạn sẽ thực hiện cho mình là nhún tại chỗ. Đến câu số 3 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4 các bạn lại lặp lại nhịp chậm. 4, 2, 3, 4. Và lại quay 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện nhanh hơn một chút này. Câu số 4 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và sau đó các bạn sẽ thực hiện nối đoạn. 1, 2, 3, 4, xoay 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sơ chuỗi toàn bộ tổ hợp số 2, 4, 0, nhạc 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 4, các bạn sẽ xoay người bên trái của mình. Hai tay mở, nhún 1, 2, 3, 4, 5, xoay. Lại thực hiện bên phải. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn lưu ý cho mình đánh thật nhanh theo nhịp của nhạc nhé. Mình sẽ quay đằng trước này, thực hiện bên trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, xoay. 2, 2, 3, 4, 5. Sau khi chúng ta sẽ thực hiện nhún bên trái, rồi nhún bên phải thì các bạn đưa tay đằng trước và chúng ta thu về, chờ nhạc. Mình sẽ quay đằng sau để thực hiện tổ hợp tiếp theo, tổ hợp số 5. Các bạn sẽ thực hiện đi bước ghép bên phải và cua tay phải cao. Đến 1, 2, 3, 4, sau đó lại thực hiện bên trái. 5, 6, 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại tổ hợp số 5 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tiếp theo, cha 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 ở trước. 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. 2, 2, 3 và 4. 5, 6, 7 và 8. Sau đó các bạn vẫn nghiêng người bên phải. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sơ chuỗi toàn bộ tổ hợp số 5 một lần nữa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Câu số 2 này. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Sau đó các bạn sẽ nhún 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp số 5, chuyển sang tổ hợp số 6. Với tư thế này, các bạn sẽ thực hiện đẩy tay một vòng từ phải qua trái, sau đó lại đẩy vòng thứ hai từ phải qua trái, sau đó đưa tay từ trái qua phải. Chúng ta cứ nhún tại chỗ. Mình sẽ đếm nhịp như sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta xoay tay lại 7, 8. Chúng ta lại đưa tay vòng từ trái qua phải. 2 vòng. Sau đó chúng ta đánh từ phải về. Và các bạn cứ đánh cho đến khi hết nhạc. Các bạn cũng sẽ đánh hai câu nhạc 8 ở bên trái của mình. Mình sẽ thực hiện lại này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy chúng ta đã kết thúc tổ hợp số 6. Và tổ hợp cuối cùng, tổ hợp số 7, thì các bạn có thể thực hiện này. Chúng ta miết chân bên phải, sau đó nhún tại chỗ. Miết chân bên trái, sau đó nhún tại chỗ. Và chúng ta đưa tay chảo dần dần đi về hai cánh tay. Mình sẽ quay đằng trước này. Các bạn cũng có thể thực hiện miết bên phải nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miết bên trái. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chảo 1, 2, 3, 4. Và chúng ta cứ chảo cho đến khi hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Để thực hiện được bài này, các bạn hãy sâu chuỗi các tổ hợp để tạo thành một bài nhảy hoàn chỉnh. Trước khi kết thúc bài, mình sẽ sâu chuỗi các động tác của bài gặp nhau giữa sân bơi nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn sẽ thực hiện cho mình 3 câu nhạc tám. Tổ hợp số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tạm hình nối đoạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nối đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 4. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện đưa tay đằng trước và lùi về hàng. Tổ hợp số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nối đoạn 1, 2, 3, 4. Câu số 2. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp số 5, chuyển sang tổ hợp số 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chào đến khi hết nhạc thôi. Bài chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.